Báo Thái Lan lo ngại sẽ thua Việt Nam ở Mỹ đình. Ở lượt trận thứ tư, bảng g vòng sơ loại quân cướp 2022 thuộc khu vực Châu Á, Thái Lan đã để thua lượt Malaysia 1-0 sau khi sớm vượt lên dẫn trước. Với những kết quả tích cực gần đây, giành hai trận thắng liên tiếp trước Indonesia và UAE, tạm dẫn đầu bảng g, người Thái rất hy vọng huấn luyện viên trưởng người Nhật. Nishino Akira giúp đội nhà đổi phận khi đến làm khách tại Bukit Daryl của Malaysia. Tờ Siam Sport nhắc lại, Thái Lan đã không biết mùi thắng ở đây trong vòng 15 năm qua, nhưng với sự chuẩn bị, những thay đổi tích cực và niềm tin trở lại gần đây, mọi người hy vọng thầy trò ông Akira sẽ lấy được 3 điểm hoặc ít nhất một trận hòa. Tuy nhiên kết quả vẫn trắng tay. Sau đó tờ này mổ xẻ Thái Lan đã sai ở đâu dẫn đến phải nhận thất bại bẻ bàng để Việt Nam leo lên chiếm mất ngôi đầu bảng G. Dù không muốn, nhưng người Thái phải thừa nhận Malaysia có những thay đổi đáng kể, mạnh mẽ khiến họ không thể lật ngược lại tình thế sau khi bị dẫn 2-1. Siam Sport cũng chỉ ra hàng thủ Thái Lan có vấn đề. Còn Bangkok Sport đánh giá, thua Malaysia tuyển Thái Lan mất ngôi đầu vào tay Việt Nam, đội giành chiến thắng trước UAE. Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng loại quân cúp 2022 bằng trận hòa thất vọng trước tuyển Việt Nam, nhưng kịp trở lại giành 6 điểm ở hai trận với Indonesia và UAE. Vào thứ ba tới đây, Thái Lan có chuyến làm khách khó khăn ở Mỹ Đình của chủ nhà Việt Nam. Siam Sport đưa ra 5 vấn đề của tuyển Thái Lan sau trận thua Malaysia và tình thế của đội nhà với phía trước là cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam. Nhìn vào bảng xếp hạng, thành thật mà nói, nó không quá tệ khi Việt Nam thắng UAE 1-0 khiến chúng ta vẫn ở vị trí số 2. Nhưng trận đấu tiếp theo của Thái Lan là phải đến làm khách của tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Mà những người họ Nguyễn, tuyển Việt Nam nhiều cầu thủ họ Nguyễn đã cho thấy họ mạnh đến cỡ nào rồi đấy. Chưa kể, trận tới Malaysia chỉ gặp Indonesia nên sẽ không khó để thầy trò ông Tan Chen Ho lấy trọn 3 điểm. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra vào thứ ba Thái Lan thua Việt Nam thì chúng ta sẽ lập tức bị rơi xuống sau Malaysia. Khi đó cơ hội để Thái Lan tiến vào vòng tiếp theo sẽ thật sự mong manh. Như vậy, Thái Lan chỉ có một con đường phải thắng được Việt Nam thì mới giữ vững được hy vọng hay chí ít họ cũng không được để thua nếu không muốn rơi vào tuyệt vọng. Đối với một tuyển Việt Nam đầy tính kỷ luật do huấn luyện viên tài ba người Hàn Quốc Park Hang Seo chỉ huy sẽ rất khó khăn cho tuyển Thái Lan. Vậy nên đội chúng ta phải đoàn kết, đứng dậy từ thất bại trước Malaysia. Hãy biến thành động lực để lấy 3 điểm tại Mỹ Đình.